Theo Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến chiều ngày 22 tháng 7, thành phố Thủ Đức, quận 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú, huyện Nhà Bè là các địa phương đã đóng toàn bộ các chợ trên địa bàn. Như vậy, tính đến chiều ngày 22 tháng 7, trên địa bàn thành phố còn 32 chợ hoạt động và 205 chợ tạm ngưng trong tổng số 237 chợ, tính cả 3 chợ đầu mối. Một số chợ sau khi đóng để thực hiện các công tác phòng chống dịch như khử khuẩn, xét nghiệm, truy vết đã khôi phục hoạt động như chợ Bình Thới, chợ Phú Thọ, chợ Kiến Thành, chợ Tân Đoàn Việt, chợ Bà Lát, chợ tạm ấp 4 Vĩnh Lộc A, chợ Quy Đức, chợ Hưng Long, chợ Hóc Môn. Mới đây, tổ công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Công Thương và Bộ Y tế sớm có cơ chế mở lại các chợ đầu mối Bình Điền, Thủ Đức và Hóc Môn để đảm bảo chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm. Trước đó, Bộ Công Thương cũng nhiều lần có đề nghị tương tự. Tuy nhiên, theo nhiều địa phương, do tình hình dịch bệnh phức tạp nên việc mở cửa chợ gặp khó khăn, phải tính toán thêm. Nhiều chợ đóng cửa khiến nguồn cung thực phẩm cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh phụ thuộc hầu hết vào các chuỗi siêu thị, cửa hàng, dẫn đến việc quá tải, gây khó khăn cho việc tiếp cận thực phẩm của người dân.